her. There goes the little goat. How adorable. Everybody, train steps. Two claps. Two claps. Now two train steps with no claps. With the claps again. Two train steps with no claps. Now walk around in a circle, around yourself. Now search. Begging. Now point to the little goat. And make a tree. Shrug. Turn your hands over. Point to the goat. And you go shoulder, shoulder, plie. Trains. Two train steps. Again, two claps. Two train steps without the claps. Walk around yourself again. Everybody search again. We search and we beg. Wipe like safe. Look up and look down. Shrug your left hand, then your right hand, and turn them over. Again, shrug. Shrug to your shoulders. Shoulder, shoulder, plie, train. Two train steps. Again, with the claps. Train steps with no claps. Walk around yourself. Put your hands to your sides. Everybody take a little bow. And up. Và bây giờ, mời các bạn đến với mục tiêu chính của buổi học ngày hôm nay. Tiết 11, đọc nhạc, Đồ Rê Mi Pha Son. Bây giờ, mời các em quan sát trên màn hình và trả lời cho thầy những nốt nhạc nào chúng ta đã học và các nốt nhạc tên gì nhé. Các em có 10 giây, nào, mời các bạn nào. Hết giờ rồi, các bạn đã có câu trả lời hết chưa? À, thầy nghĩ các nốt nhạc này đều rất quen thuộc với các em rồi ha. À, bây giờ các bạn kiểm tra lại cùng thầy nha. Đầu tiên là bàn tay màu đỏ là nốt đồ. Bàn tay màu cam thứ hai là nốt rê. Bàn tay màu vàng thứ ba là nốt mi. Và bàn tay thứ tư màu xanh nước biển là nốt son. Và hôm nay chúng ta sẽ được khám phá thêm một nốt nhạc mới nữa. Đó là nốt nhạc có bàn tay màu xanh lá cây. Đó là nốt pha. Nào, chúng ta cùng tìm hiểu nốt pha trước nha. Và đây là vị trí nốt pha. Nốt pha nằm trước nốt mi màu vàng và nằm sau nốt son màu xanh nước biển. Nốt pha có ký hiệu bàn tay là màu xanh lá cây. Ký hiệu bàn tay của nốt pha là màu xanh lá cây. Các bạn nắm hai tay lại và chọ hai ngón trỏ xuống dưới. Hai tay để ngang ngực, đó là vị trí của nốt pha. Ký hiệu bàn tay của nốt pha là màu xanh lá cây. Các bạn nắm hai tay lại và chọ hai ngón trỏ xuống dưới. Hai tay để ngang ngực, đó là vị trí của nốt pha. Mời các em nghe cao độ của năm nốt nhạc Đồ Rê Mi Pha Son. Mời các em nghe thầy sướng âm giai điệu của năm nốt nhạc trước. 1 2. Thầy mời các em sướng âm lại năm nốt nhạc Đồ Rê Mi Pha Son và đọc theo nốt nhạc ký hiệu bằng tay. Các bạn cùng thực hiện luôn nhé. 1 2.
Mời các bạn thực hiện đọc lại 5 nốt nhạc Do Re Mi Fa Sol với ký hiệu bằng tay. Thầy có mẫu âm số 1, tập 5 mẫu âm theo ký hiệu nốt nhạc bằng tay. Các bạn nghe thầy đánh giai điệu một lần. Rồi, mời các bạn đọc theo thầy nào. Các bạn làm và đọc nốt nhạc theo ký hiệu bằng tay luôn nha. Mời các bạn, 1, 2. Đô, rê, mi, fa, son. Son, fa, mi, rê, đô. Rồi, giờ mời các bạn tự thực hiện nha. Các bạn vừa đọc nốt nhạc, vừa thực hiện đọc nốt nhạc theo ký hiệu bằng tay nha các bạn. Rồi, mời các bạn, 1, 2. Thầy có mẫu âm số 2, các vị trí nốt nhạc có đảo lộn, các bạn chú ý. Các bạn nghe thầy đánh mẫu một lần trước. Các bạn nghe giai điệu. 1, 2. Mi, Re, Đô, Son, Fa. Rồi, mời các bạn thực hiện lại và đọc nốt nhạc bằng ký hiệu bằng tay luôn nha các bạn ơi. Rồi, mời các bạn. 1, 2. Mi, Re, Đô, Son, Fa. Mời các bạn thực hiện lại một lần nữa. 1, 2. Bây giờ mời các bạn luyện đọc tiết tấu với thầy nào. Hình nốt đen chúng ta đọc là ta. Mời các bạn đọc ta. Hình nốt móc đơn các bạn đọc là ti ti. Ti ti. Hình nốt trắng các bạn đọc là ta a. Ta a. Bây giờ mời các bạn luyện đọc tiết tấu với thầy nào. Hình nốt đen chúng ta đọc là ta. Mời các bạn đọc ta. Hình nốt móc đơn các bạn đọc là ti ti. Ti ti. Hình nốt trắng các bạn đọc là ta a. Ta a. Mời các bạn đọc mẫu tiết tấu và gõ đệm theo mẫu tiết tấu này với thầy nào. Chữ a các bạn không vỗ tay vào nhé. Mời các bạn nghe thầy làm mẫu trước. Ta ti ti ta a. Ta ti ti ta a. Mời các bạn thực hiện lại nào. 1, 2. Ta ti ti ta a. Ta ti ti ta a. Mời các bạn thực hiện lại lần nữa. Ta ti ti ta a. Ta ti ti ta a. Mời các bạn thực hành đọc nhạc theo mẫu. Ở bài này chúng ta có 2 câu. Nó giống nhau về phần tiết tấu và chỉ khác nhau ở phần nốt nhạc câu cuối cùng. Ở câu 1 đó là nốt mi và câu 2 đó là nốt đô. Các bạn chú ý nhé. Mời các bạn thực hiện câu 1. Mời các bạn thực hành đọc nhạc theo mẫu câu số 1. Mời các bạn nghe giai điệu. Son, son, fa, mi,
mời các bạn tự thực hiện lại. 1, 2, xong. Mời các bạn thực hiện lại lần nữa nào. 1, 2. Mời các bạn sang câu số 2. Mời các bạn nghe nhạc mẫu của câu số 2. Mời các bạn đọc lại. 1, 2. Son, son, fa, mi. Re, do, re, do. Mời các bạn đọc lại và thực hiện theo ký hiệu bằng tay luôn. 1, 2. Son, son, fa, mi. Mời các bạn ráp câu 1 và câu 2. 1, 2. Son, son, fa, mi. Re, do, re, mi. Son, son, fa, mi. Re, do, re, do. Mời các bạn thực hiện lại với ký hiệu bằng tay luôn. 1, 2. Son, son, fa, mi. Các bạn thực hiện lại lần nữa nào. Son, son, fa, mi. Re, do, re, mi. Son, son, fa, mi. Re, do, re, do. Mời các bạn thực hiện lại bài đọc nhạc với ký hiệu bằng tay. Ở phần vận dụng sáng tạo, mời các bạn sáng tác lời cho giai điệu của bài đọc nhạc. Thầy làm mẫu ví dụ. Lời cho giai điệu của bài này nha. Thầy hy vọng là những tiết tới thầy sẽ nghe được rất nhiều nhạc sĩ của chúng ta sẽ sáng tác được rất nhiều lời bài hay cho cái bài đọc nhạc này. Tiết học chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Các em về nhà luyện tập lại bài đọc nhạc Đồ Rê Mi Fa Son. Các bạn nhớ là sáng tác lại lời mới cho bài tập đọc nhạc nhé. Các bạn chuẩn bị bài tiết học sau. Mến chào các em và hẹn gặp lại các bạn nha.